Tâm Bình, thương hiệu dược phẩm uy tín với các sản phẩm tiêu biểu như viên khớp Tâm Bình, đại tràng Tâm Bình, viên húc Tâm Bình, tiêu hóa Tâm Bình, khớp rượu nam Tâm Bình, được giới chuyên môn đánh giá cao của đông đảo người bệnh tin dùng. 6 năm nỗ lực vì sức khỏe cộng đồng và tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, Tâm Bình đã nhận được nhiều bằng khen giải thưởng uy tín như 5 năm liền nhận bằng khen doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu thủ đô, hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đó là minh chứng cho sự tín nhiệm của người tiêu dùng đối với thương hiệu và sản phẩm của công ty, là động lực để Tâm Bình vươn lên phát triển, trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu trong tủ thuốc của mỗi gia đình. Nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017, công ty dược phẩm Tâm Bình xin gửi tới quý khách hàng lời tri ân sâu sắc nhất. Chúc quý khách hàng một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.